bảo vệ môi trường, chúng ta có thể vực dậy trái đất. Có mà mơ à, làm chuyện nhỏ trước đã. Trước mắt bạn phải ý thức lại về việc thay thế đồ nhựa. Nhựa rất tiện lợi, nhưng khó phân hủy. Bạn có thể thay thế đồ nhựa, nhưng nếu ý thức không đổi thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Ví dụ như vậy nè, bạn đi mua nước mía, bạn từ chối xài ống hút nhựa. À ha, bạn đút ra ống hút tre cool ngầu. Bạn cắm, bạn hút, bạn vứt, vẫn là một đống rác. Thế nên bớt xài lại, dừng đèn đỏ lâu quá thì tắt máy xe. Nếu không vội hoặc đi đâu đó gần nhà thì hãy đi bộ. Tắt điện, nước sau khi sử dụng, nhớ rút cả phích cắm điện nữa nha. Đi đâu lâu như ăn trưa thì nên tắt máy tính hoặc để chế độ ngủ trưa. Tắt máy lạnh khi không xài. Đi mua đồ nếu cầm được thì đừng lấy túi ni lông. Làm một cái thùng rác riêng ở nhà chỉ để đồ nhựa. Nếu không cần thiết thì bớt in lại. Mang theo bình nước của riêng mình. Đừng lấy tờ rơi nếu không cần, vì chắc chắn bạn sẽ vứt. Mua đồ thì để ý cái dấu này nè. Và nếu được thì trồng thêm cây nữa nha. Trái đất chỉ có một. Trước khi mơ làm người hùng giải cứu thế giới, hãy làm người ít gây tổn hại đến hành tinh xanh.